Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái việc mà mình sử dụng cái máy bơm áp lực ECHO gửi xe Dương Thủy Lan. Trong video clip này chúng ta sẽ sử dụng cái nguồn điện 220V thay vì là nguồn điện 12V như các video clip trước. Ở đây chúng ta có cái nguồn điện là 220V điều khiển qua cái CB ha. Ở đây công tắc off. Chúng ta sẽ bật cái công tắc on lên. Đây, thì có điện thì nguồn điện này sẽ dẫn qua cái adapter. Cái adapter này bên cửa hàng của mình đang cung cấp ha. Đó, thì nguồn vô của đầu vào nó là 220V. Thì nó sẽ ra cái nguồn ra là 12V. Thì nó ra tới đây là nó cung cấp cho cái máy. Thì cái nguồn ra này á, thì mình một là khi mà các bạn về xài đó thì các bạn có thể bích keo lại. Ở đây mình thử nên là mình gắn mình cắt đây. Mà đây là điện 12V thì mình đụng vào nó cũng không có ảnh hưởng, nó rất là an toàn cho những người sử dụng. Ở đây sau khi mà mình bích keo đó thì mỗi lần mình sử dụng mình có nhu cầu mà tháo gỡ ra đó, nó hay được ra lắp được, nó y như cái chuôi adapter trên laptop mình như vậy đó. Ở đây mình đi vào, ở đây là mình viên điện, ở đây các bạn có thể là nó thấy nhưng mà máy nó chưa chạy, thì chưa chạy mình sẽ giải thích ngay sau đây. Đây là cái cửa hàng của mình, đây là cái cả Phú Ship ha. Quý vị có nhu cầu có thể vào cái trang web của cửa hàng Phú Phương chúng tôi. Ở đây chúng ta có cái nguồn nước vào. Nguồn nước vào này nó tự hút, thì chúng ta đây sử dụng cái lưu nước ha. Các bạn có thể xài cái xô nước hay cái gì cũng được. Thì nó tự hút. Đây. Mình xài một cái con vít để cho nó nặng nó chìm vào hút nó dễ hơn. Nó tự hút. Vào nhiều bạn thì thắc mắc hỏi mình đó là cái đầu nào đâu đút vào đâu đút ra đó, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn, đó là mình nhìn từ phía trên xuống ha. Ở đầu mà nó có cái chiều mũi tên này, đây đó là cái chiều nước ra, chiều nước ra cái gì vậy, chiều nước vào là cái chiều đối diện. Thì tại sao mà mình cấm cái điện mà nó chưa chạy đó, thì tại vì là mình gắn cái khóa ở đây. Cái khóa này có nhiệm vụ đó là khi mình ngắt đó, thì tự động nó ngắt điện luôn. Khi mà mình mở thì tự động máy nó chạy lại. Đây. Khi mình mở nè. Các bạn thấy. Cái máy đã chạy ha. Đấy. Khóa lại. Máy tự động ngắt ha. Đây mở lại. Máy tự động chạy. Đây. Ở đây là chúng ta đang gắn cái cần phun sương đó, nó có thể phun túi lan đồ này kia đó thì rất là tốt. Đây. Có thể phun thuốc trừ sâu ha, nó không có kỹ quá chắc, các bạn cứ sử dụng bình thường thoải mái, hoặc là phun sương mát mái nhà. Đây, phun sương rất là mạnh, rất là mạnh. Cái này chúng ta có thể sử dụng được tối đa nó khoảng từ 30 tới 50 bet tùy cái bet lớn nhỏ. Đây. Ở đây chúng ta đang đây vừa đây, đây phun này, và bạn đang phun này tới ha, chúng ta tới, tưới vào rất là tốt, nó bị xì, để nó bị xì cho chúng ta dặn chưa có kính này. Ta sẽ gắn vào cái bét phun sương Tử Lan để chúng ta rửa xe. Đây chúng ta có cái chiếc xe bên mình đã cố tình tra tấn chiếc xe ha. Đây chiếc sình. Sình ở đây đó là sình sông, sình rất là dẻo ha. Đây, rất là dẻo. Đây là bên mình cố tình chét vào để quay cái clip cho các bạn xem là cái độ mạnh của nó. Để mình rửa xe ha. Đây.
Để rửa xe đó thì các bạn có hai cái phương pháp rửa. Một là các bạn xài cái bét phun sương tưới lan, tia chùm sương này. Thì cái bét này mình có thể chỉnh được cái tia lớn nhỏ, hoặc thậm chí là mình có thể phun được sương ha. Còn cái đây là chúng ta sử dụng cái bét rửa xe chuyên dụng, thì cái tia nó sẽ mạnh hơn. Nó rửa xe nó mạnh, sử dụng dùng bét này sẽ mạnh hơn cái bét này. Nhưng mà bên này mình sẽ sử dụng cái bét này để mình rửa xe luôn. Các bạn quan sát ha. Đây mình mở khóa ha. Các bạn có thể quan sát rất là sạch. Khi nãy là bùn rất là dày đặc, bùn dưới sông đó rất là dẻo, nhưng mà chúng ta xịt rất là sạch ha. Đây chúng ta chét rất là đẹp. Này chúng ta dùng nồi lẻ, nồi giả chúng ta lau sơ là một cái nó hơi nó sáng bóng này, do là mình để chét sình hơi lâu nó khô, mà chúng ta rửa là nó gần như là nó mới hoàn toàn sạch luôn, lột sạch hoàn toàn ha. Đây. Đây là cái sản phẩm của mình. Sản phẩm này nó rất là bé, nó nhỏ như cái lon bia vậy. Đây. Đó là cái thước kéo của mình bình thường này. Nó chỉ lớn to hơn một chút thôi. Các bạn có thể so sánh với cái chai sơn xịt, chai nước sơn sơn xịt Win này. Thì nó chưa bằng là khoảng 50% so với cái chai sơn xịt rồi. Nó rất là nhẹ, khối lượng của nó thì nó khoảng chỉ khoảng 0,75 kg thôi nha. Các bạn có thể di chuyển được rất là nhiều nơi, sử dụng nhiều mục đích khác nhau, ví dụ như là mình rửa xe, rửa máy lạnh hay là phun sương mái nhà. Đây, đây là cái toàn bộ cái sản phẩm. Các bạn có gì